Xin chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Vậy làm cái gì vậy? Trời, chờ hỏi cái con này lâu. Chồng đứng em một chỗ đi quên máy tùm lum với chồng. Xin giới thiệu với cả nhà là ngày hôm nay Trâm sẽ làm món đó là cải chua muối. Đó, thì bữa trước Trâm đã làm rồi. Ăn cũng tạm tạm. Cho nên là bữa nay mình quyết định là mình sẽ làm tiếp một một mẻ mới. Mẻ kia là Trâm làm có 3 kg thôi, mà Trâm cho anh Sĩ hết một hũ, cho một bà chị hết một hũ, để lại còn có một hũ chút xíu à. Cho nên là ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ làm thêm một mẻ mới là 6 kg, và có hứa là cái anh bảo vệ bên chung cư á là sẽ cho anh một hũ. Cho nên là ngày hôm nay làm nhiều nhiều một chút. Thì cái cải chua muối này là Trâm mua của một bé, nó bán rau á ở gần 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 nhà Trâm nè. Cho nên là alo là bé nó giao qua, thì bé nó bán là 30.000 một ký đó, mà Trâm mua 6 kg là 180 mà giảm còn 150.000 đó, tại vì mua nhiều rồi. Rồi đây giới thiệu với mọi người cải chua, nhưng mà mọi người nhìn vô thì mọi người sẽ thấy là nó hơi héo rồi đúng không? Cái này không phải héo đâu, cái này là tại vì Trâm rửa sạch ra xong rồi cái Trâm đi luộc sơ với Trâm Trâm trần sơ với lại nước nóng á, Trâm trần sơ với nước nóng cho nên là cải nó sẽ hơi kiểu nhìn nhìn tưởng nó chín nhưng mà không phải đâu, này là trần sơ với nước nóng cho nó sạch nè, rồi khi mà mình muối nó sẽ ngon hơn. Có nhiều người thì người ta sẽ đem đi phơi nắng, còn Trâm thì Trâm sẽ đi trần sơ, mình không có thời gian phơi nắng đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra ha, mình đi cắt nó ra. Trong cái thời gian mình cắt nó thì mình sẽ đi làm nước. Trâm muốn bị một cái nồi, mình sẽ đi pha nước để mà mình ngâm cải chua cả nhà. Ví dụ như mà khán giả nào mà biết cách làm cải chua ngon á thì mọi người nhớ để lại bình luận và chỉ cho Trâm thêm nha. Đó. Rồi mình sẽ hứng thêm 1,5 lít nước nữa, phải 3 lít nước. Chồng quay vô mấy nguyên liệu mà chờ vợ chuẩn bị kìa. Chồng giới thiệu với mọi người có nguyên liệu gì kìa. Vậy giới thiệu đi. Đây, cái này là hành tím, cái này là ớt đó. Khi mình ngâm chung vô thì tại vì ông Trọng á là ổng ăn ớt rất là nhiều, anh Sĩ cũng vậy, cho nên là Trâm sẽ cho nhiều ớt vô trong ngâm luôn, thì mai mốt ông ăn thì ông giới cái này ra ông ăn cũng rất là thích ăn. Hành tím cũng vậy luôn, hành thì một hồi nữa mình sẽ cắt mỏng ra một tí nha cả nhà, chứ mong để nguyên củ ha. Còn cải này một hồi nữa mình sẽ cắt khúc ra, cái khúc ra ha. Rồi trong thời gian chờ nước kia thì bây giờ mình sẽ pha, thì Trâm sẽ cho một chén muối vô. Trâm cũng không biết công thức rõ ràng đâu, nhưng mà Trâm làm mình nêm theo cái gia vị của mình đó mọi người. Mình cho một chén muối vô nha. Sau đó mình cho một chén đường ha. Đây đây, cho quay cận đây nè chồng. Mình cho một chén đường. Rồi sau đó mình sẽ cho giấm vô luôn nha cả nhà. Cái này là đáng lẽ là cho giấm cũng được, không cho giấm cũng được, nhưng mà tại vì chị chồng của mình á, chị chồng của Trâm nói là em cho giấm vô thì nó sẽ ngon hơn, nó nhanh nấy hơn, nên là bữa nay còn cái giấm mình cho hết vô luôn nha cả nhà, tại vì bữa nay cũng nhiều quá, 6 kg rồi. Rồi mọi người nhớ cho giấm vô luôn nha. Bật bếp, tại vì cái nước này mình đun sôi trước đi, chứ mình đun sôi trước cũng được có mọi người, chứ không là mọi người để mình đun từ đầu là thứ nhất nó vừa hao điện mà nó vừa lâu nữa. Mình cứ đun sôi, mình cắm siêu tốc đi rồi mình chế vô đây nha. Rồi mình khuấy đều lên ha, mình sẽ đun sôi đến khi nào mà nó sôi sùng sục nó già lửa, xong rồi là mình tắt và để cho nguội nha. Thì trong quá trình chờ cho nó nguội thì mình sẽ đi cắt những cái này, rồi một hồi nữa mình sẽ nêm thử, tại vì cái này á mình nêm thử là với mình thấy nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó hơi chua chua nhẹ nhẹ là ok rồi. Và đặc biệt đó là chị chồng của Trâm chỉ Trâm á là mình cho muối nhiều một xíu, nó mặn một tí nhưng mà khi mà mình muối cái cải chua thì nó sẽ ngon. Cho nên là đừng có sợ mặn, chỉ nói là càng càng mặn thì nó sẽ càng ngon. Và khi mà mình muối trong vòng khoảng 3 ngày là mình đã có thể sử dụng, là mình ăn được rồi, thì lúc đó là mình đừng có để trong cái hũ muối nữa, mà mình lấy hết ra, mình rửa sạch, mình cho vô trong một cái hũ khác, mình để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ ăn được lâu hơn. Chứ nhiều khi mà cải chua mà mình để trong cái hũ mà muối á, nó lên men đó mọi người, thì đâm ra mình ăn như vậy thì nó không có tốt cho sức khỏe ha. Bao nhiêu chưa đủ rồi nha, ít nước quá, mình phải làm cải chua nó phải ngập cái cải chua và mình đè cái cải chua xuống thì cải nó mới giòn được. Ai để chờ chăm xíu chồng vô đây đi, chờ vợ xe vợ đi ra lấy cái chua, bữa vợ làm cho chồng ăn rất ngon chồng. Ngon. Đây cả nhà,
Đây là cải chua bữa trước Tâm làm nè, rất là ngon luôn, màu rất là đẹp nha. Đây, màu rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, cải chua bữa trước Tâm làm một mẻ rồi nè. Nhưng mà cho sạch chân rồi, chừa lại còn có bao nhiêu để ăn thôi, cho mỗi người ít. Rồi hôm nay mình lại làm mà mình lại đi cho nữa. Sĩ Beo ngày hôm nay lấy cái cải chua này làm món thịt kho cải chua rồi. Thịt ba chỉ đi kho cải chua rất là ngon. Rồi, phải ghiền ra. Mình nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ cho thêm muối với là đường nữa. Tại vì ngày hôm nay là nó nhiều hơn gấp đôi so với hôm bữa. Hôm bữa là một chén muối, một chén đường. Ngày hôm nay thì mình làm đến những 6kg thì mình chắc là mình hồi nữa mình sẽ cho thêm nha. Rồi trong thời gian đó thì mình sẽ cắt cải. Cắt ớt thì mình không cần cắt ha. Hành. Chồng làm cái bếp nhỏ quá à, không đủ vợ bày. Nguyên nhà bếp và bày hết rồi còn gì nữa. Ôi, mình cắt cái lát này hả ta? Mình sẽ cắt lát dài xuống ngay cho nó ngon. Quên lỡ cắt dọc rồi, cắt tròn rồi. Này đừng cắt nhỏ mỏng quá nha cả nhà. Mỏng quá nó dụng á. Mình sẽ cắt miếng bự bự một tí, không cắt mỏng lắm. Cái muối chua này nè, cái hành này nè, mình lấy mình ăn mì tôm này kia cũng ngon lắm á cả nhà. Khán giả nào biết làm cái này ngon á nhớ chỉ em nha, để lại bình luận chỉ em nha. Để lần sau em làm ngon hơn, tốt hơn. Cái này mình tự mày mò mình làm, ở nhà mình làm ăn thì lúc nào nó cũng sạch hơn cả nhà. Đó, giờ cắt này hết ra là hồi đứng khóc như mưa luôn á. Giờ vợ quay cho chồng đi cầm cắt đi. Định làm một cái hũ hành tím muối cho chồng nhưng mà hết giấm rồi. Kia còn hỡi còn cái giấm nào không? Hết giấm mất tiêu rồi chồng. Để vợ đi mua giấm là mà mới làm cho chồng được. À, khoe với mọi người. Đây, chồng mới vừa làm cà pháo. Cà pháo nó màu tím á, tím thủy chung á cả nhà. Chồng làm chồng mua siêu thị dưới chung cư nè. Còn có bao nhiêu à? Để chồng về chồng muối chung với tỏi với ớt rồi nè mọi người. Mà không biết sao bữa nó màu tím mà sao giờ nó chuyển màu qua thành màu tím nhạt luôn rồi. Bữa nữa nó màu trắng luôn. Nhưng mà nghe nói đâu là cà tím này sẽ rất là, cà này rất là ngon. Ăn nó sẽ giòn hơn. Ôi nước nhiều như thế này là mình phải cho thêm muối rồi. Bây giờ cho thêm muối, cho thêm đường. Mình cũng không có biết công thức là làm sao nữa. Mình cứ làm theo cái gia vị của mình thôi. Miễn là mình thấy ngon là được rồi cả nhà. Rồi mình cho thêm xíu muối vô, xíu đường vô. Rồi cứ để ra đi, hồi nãy mình cùng đem tiếp. Cà pháo là chắc mai một ngày nữa là mình ăn được rồi. Bữa nay trong còn làm giá nữa nha cả nhà. Cho thêm muối vô nữa. Đó, tại vì bữa nay cho nước nhiều quá. Đây cà này nè, hai hũ nè, ngày mai mình sẽ ăn thử coi nó có độ giòn nó như thế nào. Đây, đây khoe với cả nhà luôn. Còn đây là đậu xanh. Đậu xanh này Trâm ngâm được mấy tiếng đồng hồ rồi. Mình phải ngâm được 8 nha. Đến khi nào mà nó nở hết ra luôn thì Trâm để qua đêm. Rồi sáng mai Trâm sẽ làm giá nha cả nhà. Bây giờ là mấy ngày này người ta nói ở nhà mày mò làm này làm kia làm dữ lắm. Việc làm hết trơn, giờ biết cái gì biết làm hết trơn á. Mày nấu lên tay quá mà. Bữa giờ vợ nấu cơm ngon chậm. Ngon chưa? Khen lên tay luôn á, ghê không cả nhà. Nói chung là mùa dịch này mình không có đi đâu được á. Mình ở nhà mình lên mạng rồi mình hỏi khán giả, rồi khán giả chỉ cho mình làm cái này làm cái kia cũng hay á cả nhà. Đó, sau mùa dịch là Tâm sẽ, thứ nhất là Tâm biết nấu được nhiều món, thứ hai là Tâm biết muối được nhiều món nữa. Bữa nay biết làm gì nè, làm bánh lăng nè, làm kem chuối nè, làm bánh mì, rồi làm chuối chiên, rồi cải chua, hành chua, rồi làm giá, biết làm giá luôn. Rồi biết làm cà pháo chua nữa, chứ ngày trước Tâm đâu có biết mới làm cái vụ đó đâu. Công việc nó cuốn mình theo, mình đi làm không à. Giờ mùa dịch này đó, mình ở nhà cái mình học được nhiều món. Hay ho. Mày mấy món này, mấy món trọng ghiền nữa. Mình đứng xa xa mình cắt chứ không để cắt hành này ngồi chảy nước mắt nữa. Tưởng nấu ăn cho chồng mà khóc nữa nha. Rồi bây giờ mọi người chờ chăm xíu nha. Để chăm cắt hành xong rồi chăm sẽ qua tới cái khác nha.
Rồi sau khi mà chăm cắt hành tím xong thì bây giờ chăm cắt tới cải chua nha cả nhà. Thì lúc này là cái nước này của Trâm á, là Trâm đã nấu đun sôi lên rồi. Đó, là nó ok rồi. Bây giờ mình sẽ nêm thử nha, coi nó như thế nào nha. Mọi người đừng có sợ bị mặn nha. Mặn là ok mà. Mặn có, ngọt có, chua có, ok. Rồi, bây giờ thì cứ quyết định vậy đi. Thấy nó hơi chua đó, chắc mình cho thêm xíu đường nữa. Mặn, độ mặn có rồi, độ chua cũng nhiều. Nhưng mà ái thôi cho một xíu đường đi cho chắc. Tại vì mình không có thêm một cái công thức nào trơn. Mình chỉ biết là muối, đường với lại giấm thôi. Rồi bây giờ Trâm sẽ để trên bàn. Không lưu lại công thức nữa. Là bởi sao nó có ngon quá, mình cứ vậy mà mình làm. Không phải, tại vì mỗi lần vợ làm á, vợ làm cái nguyên liệu khác nhau. Ví dụ như lúc thì 3 kg, lúc 2 kg, lúc 1 kg, lúc 6 kg, lúc 10 kg. Thì mình chỉ biết là ba cái đó mình nêm thêm cho vô dừa là được rồi. Bây giờ mình sẽ để ra cho nó nguội. Rồi bây giờ mình trong thời gian nó nguội mình đi cắt cải. Chứ thật ra công thức thì nó cũng có nhiều đó à. Giấm đường với lại muối mà trong bỏ ra trong bỏ muối hột. Giờ tới cái công đoạn cắt cải nè cả nhà. Muối xong rồi tôi nói ha, đố chồng làm món gì chồng hả? Cải với muối này á, chồng hay ăn là ăn với gì ngon? Thịt kho trứng. Rồi ba chỉ ba rọi kho cải. Trời ơi, ổng ăn hoài mà ổng nhớ một gì trơn. Mai vợ xào thử ba loại kho cải đi, cải chua đi. Ngon đó. Bên anh chị đây có ăn đó. Ông còn có hũ bao nhiêu không đủ cái trọng. Để cho mẹ này nó đi. Mình muối xong đi rồi mình làm. Bữa giờ Trâm quýt quay clip trong cả nhà. Tại vì đang dịch nè, hạn chế quay clip. Cũng không dám quay đồ ăn luôn. Chứ bữa giờ Trâm nấu món này món kia Trâm cũng mày mò dữ lắm á. Nhưng mà sợ bị chửi quá nên Trâm không có up thôi. Trâm không quay. Kho làm lá nhiều á. Trâm thích ăn lá nhiều hả? Giờ thì thích ăn cái cứng cứng giòn giòn hơn. Cứng cứng là đỡ chua, còn lá nhiều mình kho. Mình xào á, thịt á. Giờ dở muối xong rồi trồng kho nha. Bữa nay mình trộn nước, mình trộn nước nóng nó hơi chín. Nhưng mà cũng không sao đâu. Vậy chứ nó cũng giòn hết á. Bữa mình cũng làm rồi. Để mình cũng trộn nước nóng cho nó sạch sẽ mọi người. Muối với giấm là nó giòn rồi. Bây giờ cả nhà chờ mình xíu nha, cắt xong rồi mình sẽ quay tiếp ha. Ta-da! Sau khi Trâm cắt xong rồi thì mình chờ nước cho nó nguội, thì trong quá trình đó thì mình sẽ cho cải chua vô đây nha cả nhà. Trâm không có cái hũ thủy tinh, tại vì Trâm biết là mình muối bằng cái hũ thủy tinh thì nó sẽ ngon hơn và nó không có ra cái chất nhựa, nó không có nguy hiểm hơn. Nhưng mà mùa dịch mình không có mua được đó cả nhà. Cho nên là mình muối đỡ trong cái thủ này nha. Khi nào mình hết dịch mình mua được cái hũ thủy tinh rồi thì mình sẽ muối trong hũ thủy tinh ha. Mình cho một lớp cải chua lên. Xong đó mình cho một lớp hành vô nha cả nhà. Đây ạ, vô cẩn thận. Đó. Chuột cho ăn hành nhiều. Mình quan trọng đó cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ cho một lớp ớt vô ha. Đó. Rồi tiếp tục. Chua mình đã cắt khúc như thế này rồi. Rồi bây giờ tiếp tục cho một lớp hành vô nữa. Đó. Hết giấm rồi cho nên không có muối hành không được. Để lần sau nha. Ăn đỡ trong đây nha. Chồng. Ừ. Đó. Đây, lại cho ớt vô nữa. Chu cho hấp dẫn ghê chưa. Và đặc biệt không thể thiếu được đó chính là gừng. Mà bây giờ mình kiểm tra trong tủ lạnh coi thử còn gừng hay không đã. Chứ bây giờ mình cũng quên mất, nãy giờ quên mất cái vụ đi đập gừng nữa chứ. Chồng quay vô xịt gần đi chồng. Chứ nó gọi đi kiểm tra thử là trong tủ lạnh còn gừng không. Bữa mua 2 củ mà không biết còn củ gừng nào không gì. Trời ơi, gừng ơi mày ở mô. Ủa bữa mới giờ mua 20 củ gừng mà chồng, thấy không chồng? Được.
thấy là vừa coi kỹ động hả? Vừa coi kỹ thử trong đâu có thấy. Rồi xong không có gừng rồi coi như là quên, chết rồi chị quên luôn rồi. Giờ ở dưới á, coi dưới rồi. Đây có gừng rồi. Mé không quên luôn á cả nhà. Đây, củ gừng đây mình sẽ đi gọt nó ra và sau đó mình sẽ đập dập nó bỏ vô nha. Có gừng rồi, đây. Ít quá nha cả nhà, nhưng mà có còn hơn không này, tại vì ở trong nhà còn sót lại một củ á mọi người, cho nên mình cũng bỏ vô cho nó thơm nha. Lớp dưới chưa có rồi thôi kệ đi, lỡ rồi tiếp tục mình cứ muối qua thử cái hũ này nó chứa được bao nhiêu thì chứa nha, còn lại thì mình ướp mình muối qua cái chỗ khác nha cả nhà. Đục cho bữa nay làm 6kg được nè, bữa làm 3kg là bao nhiêu rồi, quá nhiều, hấp dẫn quá nhìn ngon chứ bộ, ớt quá trời ớt luôn nè. Nhìn màu đẹp hả? Ngon không chưa biết, thấy màu đẹp. Ủa bữa vợ làm cho chồng ăn lần rồi mà hỏi ngon hay không nữa chứ, trời buồn ghê. Không thì bữa ngon mà cái mẹ mới này em biết có ngon không, sao không ngon, bữa làm rồi đương nhiên là mình phải có rất kinh nghiệm phải ngon hơn chứ. Đã gần vô hành lên lớp nữa đó, lớp ớt nữa đó, hấp dẫn cho gừng rồi nha cả nhà, mình cứ chưa một ít lại rồi bây giờ sẽ tới công đoạn đó chính là chế nước rồi. Chế đi mấy nhà, từ nước qua luôn, nước đã nguội rồi, mọi người phải để cho nó nguội hoàn toàn nha. Mình phải để cho nó nguội hoàn toàn nha cả nhà. Đây, chắc là này mình phải làm 2 mẻ rồi. Cái này mình phải muối thêm 1 mẻ nữa rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước vô luôn nha cả nhà. Cái này Tâm nó để nguội hoàn toàn luôn rồi nha. Đó, mình đã nêm rồi, mình thấy nó rất là vừa ăn rồi. Nó mặn có, chua có, ngọt có. Cái này là phải ngập nước. Thôi cha, cái nồi này vừa đủ cho cái này chứ mấy mà. Wow. Rồi giờ là mình phải nấu thêm 1 mẻ nữa rồi đó. Đây nè cả nhà. Đây. Sau khi mình cho nước ngập như thế này xong rồi đó, tiếp theo là mình sẽ cho cái miếng dĩ lên. Cha nó chuẩn bị miếng dĩ luôn rồi. Mọi người nhớ nha, mình đè cho cái này nó càng chặt á thì cái dưa muối của mình nó sẽ càng giòn. À. Nó càng chặt thì nó càng giòn nha cả nhà. Đây. Mình phải đè cái này xuống. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái gì đó lên, mình đẩy cái nắp lại nữa nó vừa. Đây cái hũ này ăn ăn bánh lăng, mình sẽ đè như thế này ha, rồi cái nắp nó sẽ ấn xuống nữa là vừa luôn nha cả nhà, là ok. Cái này nó càng chặt thì cái dưa muối của mình nó sẽ càng ngon. Nó sẽ càng giòn. Rồi, ép nó xuống nha. Đậy lại thì cái dưa cải của mình nè mọi người coi nè, cái dưa cải mình nó sẽ nằm ở dưới nước nè cả nhà thấy không, chăm ép nó luôn, cái dưa cải nó nước này nó ngập trên dưa cải như thế này thì dưa cải nó sẽ rất là giòn. À, ngày đầu tiên chưa ăn được đâu, ngày đầu tiên nó sẽ bị hăng đó. Rồi mình sẽ để ở nơi mát nha cả nhà. Đó, rồi bây giờ đó là cái hành trình Tâm làm một cái thố cải chua trong và cầm cái hố cái chua trồng chụp cho vợ một tấm hình ở trên đó, nó có cái nút trắng trắng á, để chụp tấm hình luôn. Rồi à, nếu như mà quý vị khán giả nào mà biết cái cách làm nó ngon hơn nữa thì nhớ chỉ cho em, để lại bình luận cho em để em làm cho chồng em ăn ngon hơn nha cả nhà. À, chứ cái này là một cái công thức mà Tâm không có đi đâu vô đâu hết trơn á, chỉ biết là đường muối rồi xíu giấm đó, chị chồng chỉ là cho giấm vô cho nó ngon đó, mình để trong vòng khoảng 3 ngày là mình đã bắt đầu ăn được rồi. Mình sẽ vớt ra, mình rửa sơ qua với nước lạnh, sau đó là mình sẽ trộn cho một xíu đường này kia nữa, trộn lên ăn tao nói ghiền luôn, rất là ngon. Bữa Tâm làm rồi, đây thành quả, thành quả đây nè mọi người, cái chua này bữa trước Tâm làm rồi nè, màu đẹp ghê chưa.
màu đúng cải chua chưa, hành nữa nè. Giòn rụm luôn mà không có bị hăng này. Ngồi giòn rồi giòn rất ngon, mặn mặn chua chua giòn giòn. Trời ơi, cái này không cần làm cái gì nữa hết, cái này mình trộn một miếng đường vô ha, rồi chúng ta ra đi không rồi chấm với nước mắm. Trời ơi, hết sảy luôn chị Bảy ơi, ngon. Hôm bữa mình làm ngon rồi, mình tự tin hôm nay mình sẽ làm lại là ngon hơn lần đầu luôn á cả nhà. Đó, mọi người thấy cái thổ cái đâm không, chồng vô cận cái thổ với mọi người thấy cái cổng mình nè. Nhớ nha, mình phải đè cái kia xuống nha cả nhà. À, chăm chơi chiều vậy đó. Nhưng hoặc như người khác á, thì người ta sẽ cho cái bịch nước vô á, nó đè xuống, nhưng mà như Trâm á là Trâm cho cái miếng dĩ vậy nè, nó đè xuống xong rồi Trâm đặt một cái hộp nhựa bên trong á, là khi mình đẩy nắp rồi nó đè xuống nữa là cái dưa của mình nó sẽ dưới nước nè. Nó dưới mặt nước như thế này thì nó sẽ giòn hơn rất là nhiều nha. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi làm mẻ thứ hai nha cả nhà. Và cái túc clip ở đây mình không thể làm tiếp mẻ thứ hai nữa, mất công mọi người chờ coi nó sẽ bị dài á. Và cảm ơn quý vị khán giả đã coi clip của Hồ Bảy Trăm Official, và hy vọng là mọi người sẽ có nhiều cái bí quyết để mà làm ngon hơn thì nhớ chỉ cho Trâm và để lại bình luận ở trong cái clip này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.